cậu bé mèo, cố gái cú, cậu bé thằn lằn, đi thôi và bay trong màn đêm để giải cứu mọi ngày. Những anh hùng đó là ai? Để soi đường dẫn lối. Chúng ta là anh hùng pyjama. Chúng ta là anh hùng pyjama vì giờ đi ngủ là lúc thích hợp để chống lại tội ác. Em không gieo vần nổi. Chúng ta là anh hùng pyjama. Chúng ta là anh hùng pyjama. Anh hùng pyjama.